Tuy mưa lớn chỉ vừa diễn ra trong tối 24 đến sáng nay 25 tháng 11, nhưng lượng mưa lớn đã khiến nhiều địa phương tại Thừa Thiên Huế ngập cục bộ, đặc biệt là những vùng thấp trũng. Để đề phòng ngừa những nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt dài ngày, nhiều người dân đã đổ xô đến chợ dân sinh để mua các loại thực phẩm phòng lũ. Mưa lớn từ đêm hôm qua khiến nhiều địa phương vùng trũng đã bị ngập lụt cục bộ, nên ngay từ sáng sớm hôm nay, nhiều người dân đã đổ xô đến các chợ dân sinh, các cửa hàng tạp hóa để mua sắm các thực phẩm phòng lũ. Các loại thực phẩm được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất vẫn là thịt lợn, các loại rau, gạo, mì tôm, nước mắm. Lượng người mua tăng cao, tuy nhiên giá cả các mặt hàng vẫn không xảy ra nhiều biến động. Ngày qua thì trời đẹp mà ngày nay thì nước lên bất thân lên ai cũng dân ai cũng lo hết hoang mang. Qua thịt để kho khô cho con ăn và cả nó để dự trữ chứ bỏ tủ cho con ăn. Giá cả cũng bình thường. Nước thì coi như là hàng lên từ giữa mà đã vô hiếm nhà rồi. Lo lắng chứ. Vì nhà thì không có người. Hai ông mùi thôi. Thì định là mình mua thực phẩm thôi. Mì rau rạng thịt cả về dự trữ để mà ăn thôi. Lượng mưa lớn trong tối qua đến sáng hôm nay, cộng thêm việc điều tiết xả lũ những ngày trước đó khiến mực nước trên các sông dâng cao. Không chỉ riêng vùng thấp trũng, ngay ở khu vực đô thị, một số tuyến đường có mực nước dâng cao đã khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển được. Các phương tiện ghe đò đã được mang ra để chuẩn bị phục vụ người dân di chuyển vào các khu vực ngập sâu. Là chuyện đó hết đó, chuyện ở sáng chứ đó. Chuyện đó lên để mấy bữa chuyện đó chưa hà lại, hà xuống chứ mưa được. Mình tưởng là 23 là hết lúc rồi. Văn phòng ban chỉ huy cũng đã tham mưu các cái văn bản cho để các địa phương để chủ động ứng phó. Ủy ban nhân tỉnh cũng đã ra công điện để chỉ đạo triển khai được mưa này. Đối với tình hình hồ đập hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn đang vận hành đảm bảo an toàn. Mực được trên các sông đang tiếp tục đang còn lên. Để cảnh báo với các người dân hạn chế đi lại qua các cái ngầm tràn, đặc biệt là đối với các cái khu vực mà sạt lở ven đồi, ven sông, ven suối là phải cảnh báo để có di dời kịp thời để hạn chế những cái thiệt hại về người và tài sản. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, sáng ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Dự báo dưới tác động của mưa lớn sẽ có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối, sạt lở bờ sông, các bến bãi ven sông ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố Huế. Tình trạng mưa lũ vẫn sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường nên người dân không nên chủ quan để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Những ngày qua, huyện Bắc Trà My và các huyện miền núi Quảng Nam xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng người dân. Trước diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp hơn 500 người dân khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Theo đó, trong đêm 24 tháng 11, huyện Bắc Trà My đã huy động các lực lượng xung kích khẩn cấp, sơ tán 138 hộ dân với 523 nhân khẩu ở 8 xã, thị trấn có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Theo cảnh báo của Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lớn làm sạt lở một số điểm trên các tuyến đường đi các huyện vùng cao. Tại huyện Bắc Trà My, điểm sạt lở trên đường quốc lộ 24C chạy qua xã Trà Do và Trà Núi. Đồng thời, tuyến đường xã Trà Giáp đi Trà Ca tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ đứt đường. Tại huyện Nam Trà My có 4 điểm sạt lở, trong đó tuyến đường vào làng Ông Gieo thuộc thôn 2 xã Trà Dơn có sạt lở, sụt lún, hư hỏng nặng. Tuyến DH6 sạt lở một điểm phía ta luy âm thuộc thôn 1 xã Trà Giòn khiến đất sạt trôi phía ta luy âm, tạo ra hàm ếch phía dưới lòng đường bê tông. Mưa lớn cục bộ những ngày qua cũng đã làm mái ta luy dương tại vị trí km 85+400 trên quốc lộ 14E sau đuôi mố M2 cầu Đắc Mi 1 tỉnh Quảng Nam sạt xuống kéo theo đất đá làm ách tắc cục bộ, đặc biệt làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác của cầu. Đến chiều 25 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đã có thông báo phân luồng giao thông do sự cố sạt lở. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho phép phương tiện chở khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải dưới 5 tấn và xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Đắc Mi 1.
Các phương tiện còn lại hướng từ huyện Phước Sơn đi quốc lộ 1A có thể lưu thông qua đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B. Đối với hướng từ quốc lộ 1A đi huyện Phước Sơn tại km 972+200 quốc lộ 1A, các phương tiện đi theo quốc lộ 14E đến km 58+530 quốc lộ 14E, rẽ qua đường Trường Sơn Đông, sau đó qua đường Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án 4 Cục Đường Bộ Việt Nam cắm biển hướng dẫn phân luồng giao thông tại các nút giao giữa quốc lộ 14E, cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 611. Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam cắm biển hướng dẫn phân luồng giao thông tại các nút giao giữa quốc lộ 14E với quốc lộ 1A, tỉnh lộ 614 và đường Trường Sơn Đông. Ngoài ra, cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án 4 khẩn trương sửa chữa hư hỏng cầu Đắc Mì 1 để đảm bảo giao thông vận tải trên tuyến quốc lộ 14E thông suốt, an toàn. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay 25 tháng 11, Bộ đội Biên phòng và người dân phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích khi tàu cá bị sóng đánh chìm. Theo đó, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình để mai táng theo phong tục tập quán của địa phương. Chính quyền đoàn thể địa phương cũng đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có ngư dân bị nạn trong vụ chìm tàu cá. Như tin đã đưa, khoảng 4 giờ sáng 23 tháng 11, tàu cá xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Huỳnh, hành nghề giã cào đơn. Trên tàu có 4 lao động gồm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và 3 thuyền viên. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, khi đang hoạt động trên vùng biển, tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, cách bờ khoảng 500m, thì tàu cá bị sóng đánh chìm. Người dân địa phương phát hiện bơi ra ứng cứu được 3 ngư dân và đưa vào cấp cứu tại trạm y tế phường Phổ Thạnh, nhưng một ngư dân đã tử vong. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh chiều cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện vào ngày 3 đến ngày 4 tháng 12, tức mùng 3 mùng 4 tháng 11 âm lịch, ở mức sấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ. Người dân cần cảnh giác để chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập úng. Theo đó, dự báo trong 5 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh. Đến ngày 29 tháng 11, đỉnh chiều cao nhất ngày trên mức báo động 1 khoảng 0,06 m. Đỉnh chiều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày mùng 3 mùng 4 tháng 12, tức mùng 3 mùng 4 tháng 11 âm lịch, có nơi sấp xỉ báo động 3. Đây là kỳ chiều cường cao, khả năng gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông. Dự báo một số tuyến đường khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh có thể bị ngập do chiều cường, như đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, quận 7, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu, huyện Nhà Bè và quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Sáng ngày 25 tháng 11, tại một quán bar trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ cháy lớn, khói ngùn ngụt tỏa ra xung quanh khiến hàng trăm người dân phải sơ tán. Cụ thể, khoảng 9 giờ 10 phút, lửa bùng lên từ tầng 3 quán bar ở số 39 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Quán cao 3 tầng, rộng 260m², lập mái tôn và hiện không hoạt động, chỉ có 4 nhân viên trông coi. Thấy khói lửa, nhân viên dùng bình cứu hỏa tại chỗ để xịt nhưng không thành. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, xâm lấn tòa nhà 15 tầng bên cạnh. Tòa nhà này cho ngân hàng, phòng tập gym thuê với hàng trăm người đang làm việc. Một nhân viên làm việc trong ngân hàng cho biết khói tạt vào phòng làm việc, nhiều người phải sử dụng khăn áo bịt mũi để di chuyển ra ngoài. Một số người leo lên tầng thượng tòa nhà, sau đó được hướng dẫn di chuyển xuống dưới. Nữ nhân viên làm việc trong ngân hàng bị ngạt khói được đưa ra ngoài sơ cứu. Ít nhất 5 xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường. Tới 10 giờ 45 phút, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, nhưng mùi khói khét do vật liệu cách âm vẫn tỏa ra xung quanh. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.